English from zero. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Ha. I'm not an English teacher. I'm just a friend who can help your English get better every day, hopefully. Xin chào các bạn, mình là Hà. Trong kênh YouTube này, mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình tự học tiếng Anh. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn. Trong suốt quá trình học tập và làm việc, mình nhận thấy ngoại ngữ luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Có ai đó đã từng nói rằng, biết thêm một ngoại ngữ là biết thêm một cuộc đời. You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once. Hiện nay, tiếng Anh được xem là một ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Cho dù bạn có học bất kỳ một ngoại ngữ nào, thì bạn cũng nên học thêm tiếng Anh bởi độ thông dụng của loại ngôn ngữ này. Rất nhiều sách, báo được viết bằng tiếng Anh hay những kiến thức hữu ích được chia sẻ trên mạng cũng sử dụng tiếng Anh. Vì vậy, nếu vốn tiếng Anh của bạn tốt, thì việc tiếp cận với nguồn kiến thức hữu ích và hay ho cũng trở nên dễ dàng hơn. Một ngôn ngữ mới luôn mở ra cho chúng ta những cơ hội mới, những việc làm phù hợp với mức lương cao hơn, những người bạn mới, những trải nghiệm mới, vân vân và mây mây. Chẳng hạn như là khi mà bạn đi làm chẳng hạn, giữa hai người có trình độ tương đương nhau, nhưng với một người có ngoại ngữ thì đương nhiên là họ sẽ được ưu tiên hơn trong tuyển dụng cũng như là trong việc thăng tiến. Ai cũng biết hết những ưu điểm của việc biết thêm một ngoại ngữ, nhưng không phải ai cũng có đủ kinh nghiệm cũng như là kiên trì để theo đuổi và học ngôn ngữ mới. Trên kênh YouTube này, mình sẽ tập trung chia sẻ về cách học tiếng Anh của chính mình, một người đã từng rất là sợ tiếng Anh. Nhưng mà rồi bẵng đi một thời gian, mình chỉ luyện phát âm, rồi xem báo, nghe nhạc, vân vân, là những cái thứ vui chơi, giải trí. Thế nhưng mình lại chợt nhận thấy là các kỹ năng tiếng Anh của mình tiến bộ rõ rệt sau một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy nên mình rất muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc học tiếng Anh với các bạn. Vì cách học của mình là không hề có một chút áp lực nào, vì nó không giống với cách học thi. Tính chất nó cũng tương đối là khác nhau. Về vấn đề này thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn ở những video tiếp theo. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về hành trình học tiếng Anh từ con số 0, English from zero. Trước hết, các bạn phải hiểu, con số 0 ở đây mình định nghĩa nó thuộc một trong các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, bạn không biết gì về tiếng Anh. Trường hợp thứ hai, bạn có biết chút chút in ít, nhưng cái gì cũng sơ sài đại khái. Nói chung là bạn không thể dùng tiếng Anh để nghe nói đọc viết được. Trường hợp thứ ba, bạn có thể sử dụng tiếng Anh để viết và đọc, nhưng bạn gặp khó khăn khi nghe người bản xứ nói, hoặc ngược lại, người bản xứ không thể hiểu bạn đang nói gì mặc dù bạn đang nói chuyện tiếng Anh với họ. Tóm lại là gặp khó khăn trong giao tiếp. Trường hợp này nghe có vẻ không giống con số 0 cho lắm, nhưng mình vẫn coi đây là con số 0 bởi lý do sau. Nguyên nhân mà bạn không thể nghe và nói tiếng Anh là do bạn chỉ học tiếng Anh bằng mắt, tức là bạn học từ mới bằng mắt, rồi bạn tự đoán cách phát âm của từ đó, dẫn đến việc bạn bị phát âm sai, rồi từ phát âm sai thì bạn bị cái tai bạn nghe nó sai. Cho nên là khi nghe người bản xứ nói thì bạn không thể hiểu được vì người ta nói tiếng gì, còn bạn, cái tiếng ở trong đầu bạn nó lại là kiểu khác. Bạn hiểu ý mình không? Đây gọi là trường hợp biết nhưng mà bị sai. Vì thế nên là bạn hãy coi như mình chưa biết gì mà quay lại học những cái đúng lại từ đầu. Như thế sẽ tốt hơn. Hãy coi như là bây giờ mình mới bắt đầu hành trình học tiếng Anh từ con số 0 để học lại từng cách phát âm của từng từ, từng chữ một. Phát âm thật đúng, thật chuẩn nhá, thì bạn mới nghe được. Các bạn hãy luôn luôn mặc định mình là người không biết gì để có hứng thú học và tiếp thu nhanh hơn.
Nếu các bạn mặc định mình đã biết hết tất cả rồi thì việc học những thứ mới sẽ rất là khó, mà việc sửa những thứ mà mình đã bị sai rồi thì lại càng khó hơn. Bạn có chắc những gì bạn biết là đúng không? Thử một chút xem thế nào nhá. Đây, các bạn hãy đọc cho mình xem từ đấy phát âm thế nào. Đa phần ấy, các bạn sẽ đọc từ này là building. Building. Nếu mà khá hơn một chút ấy thì các bạn sẽ đọc đúng trọng âm và đọc là building. Building. Thế nhưng cách đọc đúng của từ này là building. 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 Từ tiếp theo. Đa phần ấy, các bạn sẽ đọc từ này là purple, không có âm cuối. Nếu mà khá hơn thì các bạn sẽ đọc có âm cuối, âm S, đọc là purpose, hoặc là có thể khá hơn nữa là đọc đúng trọng âm purpose. Thế nhưng cách đọc đúng của từ này là purpose. 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 Không phải pose nhá. Purpose. Từ tiếp theo. Bạn vừa đọc từ này là gì? Mình nghe rất rất nhiều người đọc từ này là internet. Nếu mà khá hơn ý, thì sẽ đọc rõ âm cuối là interest. Thế nhưng từ này không phải là một từ có ba âm tiết, mà từ này chỉ có hai âm tiết thôi. Cách đọc đúng là interest. 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 Hai âm tiết. Trên đây là một vài trong số rất nhiều từ mà mình thấy nhiều người thường phát âm sai. Lời khuyên của mình là đối với những từ mới thì các bạn nên tra từ điển Anh như là Cambridge hay là Oxford để có thể nghe được phát âm chuẩn. Còn với những từ mà ít dùng thì chúng ta cũng nên tra lại để có thể chắc chắn rằng mình đã phát âm đúng. Như vậy thì cách phát âm của các bạn sẽ dần dần được cải thiện. Sau đây là một vài chia sẻ của mình về cách học tiếng Anh cho một số các trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu bạn là người hoàn toàn không biết gì về tiếng Anh thì mình khuyên là bạn nên tìm một nguồn học tiếng Anh bản địa thật chuẩn. Vì nếu mà bạn bị học sai ngay từ đầu ấy, thì sau này bạn sẽ rất khó để có thể sửa được. Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ lên ba đang bập bẹ tập nói. Nếu mà bạn bị người lớn dạy cho nói ngọng ấy, thì sau này bạn sẽ bị nói ngọng như vậy và sẽ rất khó để có thể sửa được. Cho nên là hãy tìm cho mình một nguồn học tiếng Anh thật là chuẩn nhé. Tiếng Anh thì cũng có nhiều giọng tiếng Anh, có giọng Anh Mỹ này, Anh Úc, vân vân. Bạn hãy chọn một giọng tiếng Anh phù hợp với mình và học theo nó ngay từ đầu, đảm bảo là bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh đấy. Giả sử bạn chọn học tiếng Anh theo kiểu Anh Mỹ thì bạn nên học cách phát âm theo kiểu Anh Mỹ và những từ mới theo kiểu Anh Mỹ. Còn những cách phát âm và những từ mới theo những kiểu tiếng Anh khác thì nên biết ở mức tham khảo thôi. Vì nếu mà biết hết tất cả ngay từ đầu nó sẽ rất là mông lung và bạn sẽ bị loạn. Giả sử như mình thì mình chọn học theo kiểu Anh Mỹ vì tính đơn giản và dễ hiểu. Trường hợp 2, nếu bạn có biết chút ít về tiếng Anh nhưng không thể sử dụng được, tức là không nghe, nói, đọc, viết được mà chỉ biết một chút ít từ vựng, thì mình khuyên là các bạn hãy coi như là mình chưa biết gì về tiếng Anh cả. Như mình đã nói ở trên thì việc các bạn bắt đầu học tiếng Anh cũng giống như là việc một đứa trẻ mới bắt đầu bập bẹ tập nói. Vì vậy bạn hãy chọn cho mình một nguồn học tiếng Anh thật chuẩn. Hãy học theo một giọng tiếng Anh chuẩn, Anh Mỹ, Anh hay là Anh Úc vân vân. Hãy học kỹ cách phát âm, cách viết của từng từ, kết hợp với việc học ngữ pháp để bạn có thể dùng những từ mình học được tạo thành một câu một cách thuần thục. Hãy luyện tập các kỹ năng càng nhiều càng tốt. Khi bạn nghe nhiều và bắt chước theo những gì mà bạn nghe được thì bạn sẽ ngày càng phát âm chuẩn hơn. Khi bạn phát âm chuẩn cộng với ngữ pháp của bạn vững thì bạn sẽ nói chuẩn, và khi bạn nói chuẩn thì bạn sẽ nghe càng ngày càng tốt hơn. Khi bạn càng đọc nhiều và học được nhiều từ mới thì khả năng đọc của bạn sẽ tốt lên. Khi khả năng đọc của bạn tốt lên thì não của bạn sẽ tự động lĩnh hội được những
cách viết những câu chữ được dùng trong văn phong tiếng Anh. Và kể từ đó thì khả năng viết của bạn cũng sẽ khá lên rất là nhiều. Quá trình tiến bộ của bạn sẽ không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2 mà sẽ diễn ra rất từ từ và khó nhận thấy. Thời gian bạn dành cho việc học tiếng Anh càng nhiều thì việc tiến bộ sẽ càng nhanh. Điều quan trọng là bạn hãy tạo cho mình sự đam mê và hứng khởi khi học tiếng Anh để có thể duy trì thói quen học tiếng Anh mỗi ngày. Bạn có thể nghe hoặc hát theo những bài hát tiếng Anh, đọc báo hay là xem phim bằng tiếng Anh. Và điều quan trọng là đừng bao giờ bỏ cuộc nhé. Hãy nhớ lại rằng bạn đã cần bao nhiêu lâu để bạn có thể nói được tiếng Việt, mà đấy chính là tiếng mẹ đẻ của bạn ấy. Bạn đã mất bao nhiêu lâu để có thể nói được những câu đầu tiên bố mẹ, rồi mất bao nhiêu lâu để biết đánh vần, rồi mất bao nhiêu lâu để biết viết một con chữ, mất bao nhiêu lâu để có thể viết được một bài văn. Thậm chí đến tận bây giờ bạn vẫn còn đang học tiếng Việt đấy, vì bạn vẫn đang tiếp xúc với tiếng Việt mỗi ngày. Bạn đọc báo này, bạn xem tivi, bạn nói chuyện với đồng nghiệp, với bạn bè của các bạn mỗi ngày. Như vậy, để sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo, bạn hãy tạo ra cho mình những sở thích liên quan đến tiếng Anh để có thể tiếp xúc với tiếng Anh mỗi ngày nhé. Trường hợp thứ ba, đây là trường hợp mà bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nói và nghe tiếng Anh, mặc dù trình độ viết và đọc tiếng Anh của bạn khá là tốt rồi. Điều này chứng tỏ rằng bạn đã học hoàn toàn sai về cách phát âm, dẫn đến việc nói lệch chuẩn. Từ đó bạn không thể hiểu được người bản xứ nói gì, và ngược lại người bản xứ cũng không thể hiểu được bạn đang nói gì, mặc dù là bạn đang nói chuyện tiếng Anh với họ. Việc bạn phát âm sai, nó giống như là việc bạn đã tự tạo ra một ngôn ngữ của riêng mình mà chỉ mình bạn hiểu được nó, chứ người khác, người bản xứ người ta không thể hiểu được. Vì vậy nên là bạn hãy tự mình sửa lại những cách phát âm của những từ mà mình đã biết mặt chữ rồi. Mình biết mặt chữ nhưng mà chưa chắc là mình đã biết cách đọc đúng từ đấy đâu. Nên bạn hãy tra từ điển Anh để biết được cách đọc chính xác của những từ mà mình đã biết rồi. Sau đó hãy sửa lại. Lời khuyên tương tự như trên, bạn hãy chọn một giọng tiếng Anh nhất định và chỉ học theo nó. Có thể là Anh Mỹ, Anh hoặc Anh Úc. Lý do mà chỉ chọn duy nhất một giọng tiếng Anh để học theo được hiểu đơn giản, giống như kiểu là tiếng Việt thì có giọng theo địa phương Bắc, Trung, Nam. Có những từ ngữ được sử dụng riêng theo vùng miền, cách phát âm thì cũng khác nhau. Vì thế nên là nếu mà bạn học tạp nham các giọng tiếng Anh với nhau thì nó sẽ rất khó khăn trong việc học. Hãy nhớ rằng quan trọng nhất là bạn phải phát âm đúng chuẩn. Khi mà phát âm chuẩn thì bạn nói người bản xứ sẽ dễ nghe hơn, và bạn cũng sẽ dễ nghe người bản xứ nói hơn vì bạn đã phát âm gần đúng giống như họ. Trên đây là những chia sẻ cá nhân của mình về cách học tiếng Anh từ con số 0. Hy vọng là những kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích được cho việc học tiếng Anh của các bạn. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy comment ở phía dưới video này. Mình sẽ cố gắng giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn và sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc học tiếng Anh. Cảm ơn đã lắng nghe và đừng quên like và share video này, cũng như là subscribe kênh YouTube English from Zero của mình để cùng nhau cải thiện tiếng Anh mỗi ngày nhé. Bye!